Phạm Hiếu, bán đất vườn, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Xin chào quý anh chị em, cô chú khách hàng. Sáng hôm nay là ngày 2 của tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Tết. Phạm Hiếu xin gửi lời chúc mừng đầu xuân và tri ân đến tất cả quý khách hàng gần xa, và gửi lời chúc một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường và thành công trên tất cả các lĩnh vực, và trong đó có lĩnh vực bất động sản của quý anh chị em, cô chú khách hàng. Thì hôm nay Hiếu đang có mặt tại ấp 4 của xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một cái miếng đất vườn, miếng đất rất là đẹp luôn các anh chị em, cô chú ơi. Miếng đất này có một cái mặt tiền rất là lớn, mặt tiền bờ kinh, đường đá xanh trên sổ thể hiện là 5m view kênh. Mặt tiền của bờ kinh miếng đất này là 105m, hậu dài là 72m. Coi như phép tài thiên đại thánh đó quý anh chị em cô chú, rất là đẹp luôn. Thì trong đất này có những cây ăn trái, mà trong đoạn video này Hiếu sẽ quay hết tất cả những cây ăn trái trong vườn mà chủ nhân đang bán cho quý anh chị em cô chú nào có điều kiện để muốn có một ngôi nhà ở trong khuôn viên vườn có cây ăn trái xung quanh. Và đây chính là một cái mảnh đất sản phẩm mà các anh chị em cô chú khách hàng 24 quận huyện và 63 tỉnh thành cũng như trong nước, ngoài nước, gần xa đang theo dõi qua kênh YouTube, điện thoại, máy tính và tivi, các anh chị em đã được đăng ký. Và chính là đây, Hiếu xin chia sẻ gửi đến quý khách hàng. Thì cái miếng đất này, đường thẳng của nó là mặt tiền bờ kinh, đi thẳng về phía trước màn hình khoảng 150m, anh em gặp đường đá xanh, và đi thẳng ra đường 86 thì 500m từ trong miếng đất này. Thì mít đã cho trái rồi, và hướng thẳng này thì anh em đi ra được đường quốc lộ N2 khoảng 550m. Và đi lại ngã tư đèn xanh đèn đỏ của chợ Thạnh Lợi cũng như trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, chợ, ủy ban, khu hành chánh. Thì từ trong đất này lại đó khoảng một cây ba số sầm quất, đèn xanh đèn đỏ rất là nhộn nhịp. Và về lại thị trấn Đức Hòa thì đụng con đường tỉnh lộ 824, 830, trạm thu phí Đức Hòa cũng như là khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, Bêu La, Trần Anh Gấp, Đại học Tân Tạo cũng như chợ Đức Hòa, cũng như ngân hàng Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, tất cả Thế Giới Di Động. Thì từ trong đất này lại thị trấn Đức Hòa mắc khoảng 8 cây số khu công nghiệp nghe các anh chị em cô chú. Và tiện về lại Bình Chánh thì từ trong đất này về Bình Chánh mắc 12 cây số Cầu Sáng, Phật Cô Đơn, Lê Minh Xuân, đi được con đường về tỉnh lộ 10 Trần Văn Dào, và đi được tỉnh lộ 10 ra khu Tên Lửa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mắc 13 cây số nữa, thì khoảng 25-26 cây số từ trong đất này về tới quận Bình Tân mắc 26 cây số. Thì về Hóc Môn, về được Hóc Môn như đường An Sương ra Gò Dấp rồi đi Tân Bình, Bình Thạnh, về được tỉnh lộ 10 về quận 6, quận 3, quận 5, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh mắc khoảng tới quận 10 nơi Bùng Binh, ngã 7 Lý Thái Tổ thì mắc khoảng 42 cây số. Rồi đi đất này, từ đất này là ngã tư Thạnh Lợi thì anh chị em mình đi ra được cầu Bến Lức Happy Land, về để chợ Bình Chánh quận 8, quận 7 thì mắc khoảng 38 cây số. Và trở lại cái sản phẩm Hiếu chia sẻ cho các anh chị em cô chú trước mặt đi thẳng đó, thì cặp bên hông này chủ cũng đã có múc một cái nền ngang 16, dài là 60m nghe các anh chị em, đã cao ráo bằng phẳng, đã được 2 năm đất liền mạch cứng chắc, thích hợp cho anh chị em cô chú mình về xây một cái biệt thự, nhà vườn. Và ở dưới thì chủ cũng đã có một cái hầm để nuôi cá,
nước rất là trong, và trong hầm cũng có trồng sen và cũng như đang trồng súng tím. Bên cạnh đó thì nước thông ra ngoài cái bờ kinh này nè anh em ha, thông ra bờ kinh này đi thẳng ra sông Vàm Cỏ Đông, mắc khoảng 600 mét là đụng sông Vàm Cỏ Đông. Và khu này là nằm, đất này nó có dự án nằm trong khu dân cư của Tân Đức, trong cái sơ đồ hành chánh cũng như sơ đồ địa chính. Thì anh em nào mà có một cái sản phẩm gần đây, xung quanh đây là những sản phẩm rất là hot và rất là VIP. Bởi vì đường từ khúc ngã tư đèn xanh đèn đỏ tới cầu Mương Sâu, đánh ngược vô gần tới đất của chủ nhân đang giao bán là khu dân cư Tân Đức. Khu dân cư Tân Đức nó có dự án, thưa các anh chị em cô chú. Thì khi mà dân cư Tân Đức nó đã phát triển thì mình nằm sát một bên hông thì coi như là mình ấm như là cậu ấm con chiêu. Và anh chị em cô chú mình nhìn thấy không, cái hầm 16 mét nhìn xuống từ bên bờ ra xanh 4 mét rưỡi này, trồng hai bên cây trái trong vườn như mít, ruột đỏ, ruột vàng, hạt lép không hạt, rồi mít tố nữ, rồi mặn, rồi xoài, rồi nhãn, rồi bưởi. Và tất cả cây ăn trái trong vườn bốn bờ đất mặt tiền ngang là bờ kinh 105, hậu dày 72 mét, tời thiên đại thánh. Rất là đẹp luôn. Và bốn bờ đất này cực kỳ hình chữ nhật, rất là vuông, vuông đầu vuông đuôi luôn, nhưng mà hình chữ nhật nha quý anh chị em, rất là đẹp, rất là thích hợp cho các anh chị em mà mua phân lô tách nền đo vẽ rất là tiện lợi. Hoặc là anh chị em cô chú mình có cái điều kiện thuận lợi thì mua hết để dành làm của, thì coi như quê hương thứ hai bát ngát mùa xuân luôn. Thì những cây ăn trái trong vườn này đặc tính được trồng lấy giống từ Bến Tre dừa, sim lùng, mã lai, sim gặt nghe quý anh em, sim gặt, sim đỏ và sim xanh lục. Thì trung bình một cây trên cái bẹ trái thì khoảng từ mùa đầu thì khoảng 5-7 trái, 10 trái, nhưng mùa thứ hai nó lên khoảng 25-30 trái trên một quầy. Đó là đặc tính của cây dừa sim lùng mà chủ nhân đã mua giống từ Bến Tre. Rồi mít thì cũng đã mua từ Tiền Giang, cho nên là giống rất là tốt và trái cũng đã năm thứ hai rồi. Dừa cũng đã cho lưỡi mèo năm thứ hai, dừa, mít, tất cả cây ăn trái trong vườn. Đấy, thì hiện giờ dừa sim xanh lục đã cho lưỡi mèo một cây 4-5 lưỡi mèo. Và dừa đỏ thì cũng có lai rai lưỡi mèo lác đác, nhưng mà dừa sim xanh đặc biệt là ra lưỡi mèo hết trơn. Mít thì cũng đã cho trái năm đầu, cách đây khoảng 4-5 tháng trước thì trái mít trung bình khoảng từ thấp nhất khoảng 9-12 kg, và năm này là sẽ cho trái rất là to hơn nữa. Thì hiện giờ trong vườn mít cũng đã được cho trái đồng loạt khoảng 80%, dừa thì khoảng 55% cho lưỡi mèo. Thì chủ nhân rất là chăm chút cái ngôi vườn này. Ngôi vườn này đất bằng phẳng, cao ráo, gò, đẹp, sáng đất. Đấy, thì trong vườn trái mít là đà, các anh chị em thấy không? Mít cho trái chiến nhìn rất là say mê, rất là hạnh phúc khi mà về đây thăm vườn. Anh chị em cô chú nào mà đã bước vô ngôi vườn này thì cũng giống như là bước vô cái ngôi vườn của quốc gia, cũng như là vườn cây ăn trái của những người chuyên canh. Cho nên là tha hồ các anh chị em cô chú, năm thứ hai mà đã dị rồi, và năm thứ ba, năm thứ tư cũng sẽ cho cây ăn trái trong vườn rất là nhiều, rất là thích hợp cho người thành phố Hồ Chí Minh có một cái quê hương thứ hai khi tìm về bất động sản này. Thì bốn bờ thì cũng đã đổ đá xanh cứng chắc, xe hơi mình 7 chỗ đến 16 chỗ chạy vào trong tận đất luôn nha các anh chị em cô chú. Và đất này đường thông, thông tứ hướng về tứ nơi luôn, không có ách tắc cái gì cả. Vô đằng quốc lộ N2 và ra 816, vô 816 thì ra là quốc lộ N2. Anh em đánh có dòng chữ thập, muốn đi lúc nào cũng được hết, chỗ nào cũng được. Đây là một cái nơi để cho các anh chị em cô chú mình về an cư, lạc nghiệp, nghỉ dưỡng. Từ thành phố Hồ Chí Minh mình về cũng rất là tiện.
Bởi vì tiềm năng đất thành phố Hồ Chí Minh mình cũng rất là chặt, giá tiền rất là cao, nên các anh chị em đã về các vùng miền mua Bến Lức Thạnh Lợi rất là nhiều. Thì đây chính là một sản phẩm để cho các anh chị em cô chú mình chọn lựa có sẵn. Chủ nhân đã làm sẵn con vườn này cho các anh chị em mình vô đây để đắp mền, các nhà an cư nghỉ dưỡng. Với cái giá mà chủ nhân bán hết cho mình là mặt tiền 105m, hậu dài 72m, 7.200m đất lúa, đất này có khả năng được lên thổ khoảng 70%. Và đất này, đất lúa người thành phố Hồ Chí Minh chủ bán cho quý anh chị em bán hết nha, không có phân lô tách nền gì cả. Bán hết cái sản phẩm này là 7.200 với giá sản phẩm chủ đưa ra trong cái dịp tháng mùng 2 tháng giêng năm Nhâm Dần là 11.300.000.000, giao hết cái sản phẩm này, cây trái trong vườn cho các anh chị em về hái trái sum dê, biếu quà, biếu lộc cho khách hàng, người thân, người quen. Chủ nhân chỉ vác một ba ly tiền rồi đi về quê cắm câu ăn rạo. Đưa hết cho các anh chị em một cái sản phẩm này, giá này còn đầu tư được nha các anh chị em cô chú. Đây là một cái sản phẩm có một mà không có hai. Chủ nhân cũng đã rất là dày công cực cán mới ra được sản phẩm rất là đẹp như thế này. Sản phẩm này là giá đúng thị trường, rẻ hơn thị trường khoảng 1 tỷ ngoài. Đó thì anh em mua vào thì anh em để mỗi năm mỗi lời xin lãi rất là tốt. Thì trước mặt cũng có một cái cây cầu cắt qua thông qua bên đường bên kia luôn, bằng xe 7 chỗ qua những cái mảnh đất của người dân mà Phạm Hiếu trước đó cũng có giới thiệu. Bên đây thì bờ kinh bên đây thì chủ nhân đang kêu bán với giá một công đất là 1.250.000.000, còn thương lượng nhẹ cho quý anh chị em ở bên bờ bên kinh bên đây. Bờ bên kinh đây thì đường hơi nhỏ hơn một chút xíu đó, nhưng mà giá 1.250.000.000. Còn bên đây thì một không có bán công, bán hết trơn luôn, 7.200m đường xe hơi chạy thoải mái luôn, 7 chỗ đến 16 chỗ ngồi chạy thoải mái, là giá là 11.300.000.000, giao hết cái sản phẩm này trừ lại chiếc xe không có bán nghe quý anh chị em đó. Cho nên là giao hết cái sản phẩm này trên đất có cây ăn trái, và đặc biệt là anh chị em nào mà thích điền viên cây trái trong vườn, view kinh mát mẻ, đất gần chợ, gần trường học tiểu học cấp 1, cấp 2, gần khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, chợ Đức Hòa, gần sát một bên khu công nghiệp của Việt Phát trên đường quốc lộ N2, khu công nghiệp Hoàng Cầu, khu công nghiệp năng lượng mặt trời, từ trong đất này lợi đường quốc lộ N2 về hướng Thạnh Hóa 6 cây số là gặp khu công nghiệp Việt Phát, Hoàng Cầu và trứng Ba Vân, cũng như là năng lượng mặt trời rất là sung dân và phát triển từng ngày nghe các anh chị em cô chú. Về địa hình thì đường đi rất là thông thoáng, đường từ ở ngoài là đường nhựa đi vô trong đất đường đá xanh, từ quốc lộ N2 vô đá xanh 550m, từ đường tỉnh lộ 816 vô đá xanh vô tới đất cũng 500m, rất là tiện lợi và giao nhau dấu cộng và sát nằm cạnh một bên khu dân cư Tân Đức. Trong tương lai rất là gần, bởi vì có trên sơ đồ dự án hết gần nha các anh chị em cô chú. Thì khi mà khu dân cư Tân Đức nó phát triển á, thì nằm sát mí của đất của mình, thì anh chị em chỉ cần mà phân lô bán nền thì cái diện tích là 7.000m này thì anh chị em chắc kiếm khoảng vài chục tỷ đến trăm tỷ trong cái sản phẩm này. Chỉ chờ đến 1 đến 2 3 năm nữa thôi, thời gian có thể đánh nhanh rút gọn cho các anh chị em. Thì mua cái miếng đất này thì nếu anh chị em mà khu dân cư Tân Đức mà nó đã làm rồi, hình thành lên rồi á, thì đất này nằm sát một bên khu dân cư Tân Đức thì coi như đường này á, người dân đi qua đi lại cũng như là đi chợ đi búa, đường này có khả năng lên nhựa luôn nha các anh chị em cô chú. Bởi vì đường 5m thì khu dân cư nó phát triển rồi, nó sẽ làm đường nhựa. Thì trong cái sản phẩm này thì anh chị em cô chú mình coi như ấm luôn, ấm luôn. Thì hôm nay á, Hiếu xin chia sẻ chân thành gửi đến tất cả quý anh chị em khách hàng cô chú gần xa, những người đã yêu quý kênh Phạm Hiếu là một trang kinh uy tín đem đến sự hạnh phúc và bình an cho quý anh chị em khi đầu tư
rất là an tâm và rất là ăn chắc mặt bền. Ở nơi đất này là hàng mới tinh nha anh em. Hàng này là hàng mới ra lò, hàng F0, đầu tư tái sinh lời rất là cao. Thì giá 11 tỷ 300 triệu, các anh chị em cô chú có cần thì gọi cho Phạm Hiếu là 0913 871 833. Hiếu xin cảm ơn quý anh chị em cô chú mình đã xem video và nhớ đăng ký like và đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản Phạm Hiếu tiếp theo. Và ở trên màn hình livecam Hiếu quay một chút xíu nữa để mời quý anh chị em mình thấy rõ từ trên độ cao chụp xuống đất rất là gò. Nhìn thấy dừa thì trồng xâm xê nhưng nhìn thấy đất nhiều hơn thấy dừa. Thấy đã chưa anh em, nó đã chưa? Hiếu không có, bữa đó trời chói nắng quá, Hiếu không có quay xa được, nên một phần Hiếu chỉ quay từ trên đất xuống cho các anh chị em khách hàng hình dung ra miếng đất nó hình chữ nhật rất là vuông, và sổ hồng cũng hình chữ nhật rất là vuông luôn. Giá sản phẩm này Hiếu nói là một lần nữa để anh chị em rõ là giá 11 tỷ 300 triệu cho 7.200 mét đất lúa, đất được thể hiện trên sổ là đường đá xanh 5 mét, xe hơi 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ đến 16 chỗ ngồi đi vô trong đất luôn nha các anh chị em. Đất này đường thông qua 86 thông lên quốc lộ 12 giáp với ngã tư đèn xanh đèn đỏ, một cây ba số thôi, rất là phát triển đầy tiềm năng. Thì anh chị em cô chú mình mua vô đã xây dựng nhà vườn được, có nền sẵn nghe các anh chị em, và có cây ăn trái trong vườn đã cho trái hết rồi, năm thứ hai đầu tiên cho trái cho nên mít còn non còn tơ, dừa còn non còn tơ, rất là thích hợp cho anh chị em cô chú mình về đây để chờ thời để mà mít có trái, dừa có trái thì anh chị em bán chừng 5-7 năm thì cũng kiếm bạc tỷ. Xin cảm ơn quý anh chị em.